Phượng Khấu tập 2, Phi Hiền cả gan mặc phượng bào, diễu hành đại điện khiến vua Thiệu Trị Thành Lộc hú hồn. Sau tập 1 nhận về không ít phản ứng trái chiều từ phía khán giả, webserial Phượng Khấu tiếp tục công bố review tập 2, tiết lộ tình tiết vô cùng bất ngờ. Phi Hiền Ngô Ngọc Kiều, nghệ sĩ ưu tú Minh Trang, bất ngờ diện lên mình phượng bào vốn chỉ dành cho hoàng hậu, đường hoàng diện kiến khiến hoàng thượng Thiệu Trị, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, phải kinh ngạc. Hiền phi Ngô Ngọc Kiều vốn là một phi tần được tiên đế hết lòng yêu thương. Khi tiên đế qua đời thì không còn có chuyện bà được phong hoàng hậu nữa. Chưa kể trước đó Thiệu Trị cũng đã xin bà nội cho mình được truy phong mẹ ruột đã mất. Bà Thuận Đức tức là thần phi Hồ Thị, lên làm thái hậu. Vậy chiếc áo màu vàng kim sắc mà Đức Phi Hiền đang mặc lẽ ra phải dành cho người đã khuất mới đúng. Lúc đó, cũng trong đoạn review này, Phi Hiền đã phát hiện ra chuyện Thái Hoàng Thái Hậu đã giở trò với di chiếu của tiên đế. Phải chăng bà muốn đòi lại công bằng cho con trai mình? Việc tự ý ăn mặc như một vị Thái Hậu, mẫu nghi thiên hạ có phải là tội đáng muôn chết? Động thái này của Phi Hiền có ẩn ý gì phía sau? Hãy cùng chờ tập 2 của Phượng Khấu lên sóng vào thứ 5, ngày 12 tháng 3.